Công việc về mùa vải của các chị đây thì nói chung là cứ đến đầu vụ vải ấy thì là ví dụ như mình có vải hoặc không có vải thì cũng có công ăn việc làm, thì bà chủ tạo công ăn việc làm cho mình. Ngày như thế này thì mỗi ngày thì được 400, thế hôm nào về muộn thì 350, còn hôm nay thì như hôm nay chắc bà chủ cũng cho tầm độ 450-500. Cố thôi. Bà chủ trong kia là chủ vải, còn đây là một.